Anh ấy hơn 30 tuổi, không nhà, không xe, còn thất nghiệp, nhưng lại có một người vợ xinh đẹp và hai đứa con nghe lời. Trong bụng vợ anh còn đang mang thai đứa con thứ ba. Gia đình cả ngày không có việc gì làm, cứ đi lang thang, sống những ngày tháng tự do không có tham vọng. Cuộc sống của họ không có kế hoạch và mục tiêu, lại càng không có khát vọng và lý tưởng xa hoa. Nguyện vọng duy nhất là được lấp đầy bụng của mình, thậm chí bữa sau ăn thịt hay húp đất, chỉ dựa vào việc hôm nay lừa được bao nhiêu tiền. Tại khu lịch vụ trên đường cao tốc, In U giả bộ mất ví không có tiền đổ xăng để mượn tiền của một đôi tình nhân trẻ. Lúc đối phương còn đang do dự thì Ưn Si đã dẫn em trai chạy tới dùng chiêu khổ nhục kế: "Bố ơi, bao giờ mình được về nhà? Bố ơi, con đói quá." Nể tình hai đứa bé, cô gái bèn móc điện thoại ra chuẩn bị chuyển tiền, nhưng In U lấy lý do điện thoại hết pin để vay tiền mặt. Thật ra anh ta sơ lưu lại bằng chứng chuyển khoản. Cô gái lương thiện chủ đành đưa cho anh hai tờ tiền. Sau khi ăn no uống say, gia đình họ dựng một túp lều ở khu dịch vụ bên cạnh. So với việc ngủ đầu đường xó chợ thì ít ra chiếc lều có thể che nắng che mưa cho họ. Có điều họ cũng sẽ bị nhân viên trong khu đến đuổi đi. Đối phương nói nhà In U đã vi phạm pháp luật, sau đó đòi tháo dỡ chiếc lều được xây dựng trái phép ra. In U lập tức lao tới ngăn cản. Trong lúc rằng co, người đàn ông vô tình đè hỏng chiếc lều. Có lẽ anh ta thấy tội lỗi khi nhìn đám trẻ khóc nên không tiếp tục truy cứu nữa. Anh chỉ bảo họ nhanh chóng rời khỏi khu này. Đứng trước sự chê bai và xanh lá của người khác, In U không bao giờ để ý tới. Dường như họ sinh ra đã thế. Trên bản đồ, Jisoo và Eun Si đang khoanh tròn tìm điểm dừng tiếp theo. Em trai đột nhiên gầm gừ nói: "Chân con đau, con không muốn đi." Nói xong còn quay người bỏ chạy. In U và Jisoo không hề lo lắng, vì sự phản kháng không đáng kể này không phải lần đầu. "Răng em rụng rồi." "Đừng khóc nữa, có phải rụng lần đầu đâu. Răng đau chân cũng đau, em khổ quá. Chị dùng kẹo đổi lấy răng của mày nhé." "Một viên không đủ." Trong túi Eun Si lúc nào cũng có mấy viên kẹo hoa quả, nhưng cô bé không nỡ ăn, vì đây là bảo bối tốt nhất để dỗ cậu em trai. Cô ném răng của cậu bé vào đám cỏ, rồi chắp hai tay bắt đầu cầu nguyện. Trước kia cô bé chỉ cầu cho em trai nhanh chóng mọc răng mới, còn lần này cô bé thêm một điều ước nữa. Cô mong những ngày tháng lang thang bất định này sớm kết thúc, mong mình có một căn nhà để ngủ yên giấc. Tối hôm đó, In U đưa cả nhà đến một tòa nhà đang xây dở để ngủ nhờ. Nơi này từ phía gió lùa, In U lại hưng phấn như bước vào biệt thự sang trọng, còn Eun Si không thể nào vui nổi vì cô bé sợ bóng tối. Hoàn cảnh này khiến cô bé bị mất ngủ. Cô có cảm giác hàng trăm đôi mắt đang nhìn chăm chăm mình. Đột nhiên Eun Si hét lớn tỉnh dậy từ cơn mê. Cô bé nói nóc nhà đang nhỏ máu. Thực ra là bên ngoài đang mưa lớn, nóc nhà chỉ bị dột mà thôi. Cả nhà chỉ đành chui vào một góc để trú mưa. Mà những gì In U làm được chỉ là ôm chặt vợ vào trong lòng an ủi. Trải qua một đêm kinh hoàng, họ lại đến khu vực dịch vụ khác trên đường cao tốc. Sau khi tắm rửa sạch sẽ trong nhà vệ sinh, In U lại bắt đầu tìm kiếm mục tiêu mới. Anh ta vô cùng tự tin nói với Eun Si: "Bố chỉ cần liếc mắt là thấy người tốt trong đám đông." Có điều nhiều người tốt bụng nhưng không ngu. Người đàn ông này đã nhìn rõ thủ đoạn của In U, nhưng anh ấy không vạch trần anh, chỉ cúi đầu xin lỗi nói mình không mang theo tiền mặt. "Cậu nên đi hỏi người khác xem. Có điều hai bố con vừa rồi đã thấy người đàn ông mua xúc xích cho con bằng tiền mặt." Eun Si bé nhỏ với trái tim non nớt lần đầu tiên cảm thấy tự ti. Sao những đứa bé khác sinh ra không cần lo cơm ăn áo mặc, còn cô bé mới 9 tuổi đã phải lo lắng làm sao để lấp đầy dạ dày của mình. Đến giờ cơm trưa, Eun Si và em trai bò trên cửa kính nhà hàng, háo hức nhìn vào bên trong. Đến khi đói không chịu nổi, Eun Si bèn chạy vào nhà vệ sinh uống nước máy. Chị gái bên cạnh thấy thế không đành lòng bèn can ngăn: "Nước này không uống được." Nhưng Eun Si lại cảm thấy mình như bị người khác vạch trần. Cô bé chạy vội ra khỏi nhà vệ sinh. Không lâu sau bọn họ lại gặp nhau. In U dẫn theo cả nhà đến nhờ và chị. Có lẽ thấy Eun Si ban nãy quá đáng thương nên bà chị không nói gì, lập tức móc tiền túi ra, thậm chí còn đưa cho Eun Si một tờ tiền có mệnh giá lớn. In U đã diễn sẽ diễn tới cùng. Thế là anh ta giả bộ xin thông tin liên lạc từ bà chị, rồi hứa khi nào về nhà chắc chắn sẽ trả tiền. Bà chị không nghĩ nhiều bèn lấy danh thiếp ra. Đây cũng là nền móng cho những bi kịch sau này. In U đưa cả nhà cùng đi ăn cơm, sau đó lại chuẩn bị tiếp tục lừa đảo ở khu này. Mấy hôm sau, bà chị tốt bụng lại đi ngang qua. Cô tình cờ lại thấy In U đang vay tiền. Cô ấy bỗng nhiên nhận ra In U có lẽ là một tên lừa đảo. Thế nên cô ấy nghiêm túc tìm hiểu tình hình. Sau khi lấy được tiền, In U lười biếng nằm trên ghế tắm nắng cùng vợ, còn hai chị em thì vui vẻ chơi đùa ở bãi đậy xe. Eun Si còn chơi trốn tìm với em trai. Cậu em nghịch ngợm lại trốn dưới gầm xe tải. Càng nguy hiểm hơn là chủ xe không hề biết điều này. Eun Si mặc kệ nguy hiểm, hét lớn để dừng xe tải lại. Bà chị đang âm thầm quan sát vội tới đẩy ngã cô bé, mới khiến tài xế xe tải chú ý đến họ. May mắn thay hai chị em không hề hấn gì, nhưng bà chị lại vô cùng tức giận. Sau đó cô đưa hai đứa bé đến chất vấn vợ chồng In U, đồng thời cũng vạch trần cho lừa đảo của anh ta. In U đương nhiên không nhận. Chị gái tức giận chỉ dành rút điện thoại báo cảnh sát: "Mau chạy thôi." In U ôm hai đứa bé chạy ngày càng xa. Nhưng Jisoo đang mang thai chưa chạy được xa đã gặp chuyện. Cô ấy chịu đựng cơn đau ở bụng khổ sở cầu xin: "Xin hãy tha cho chúng tôi, sau này chúng tôi không dám nữa." Tuy bà chị bỏ qua cho Jisoo, có điều khi cảnh sát tới, cô ấy vẫn khai báo thành khẩn. Ở bên kia, Jisoo tìm thấy người nhà đang ngồi bên đường cao tốc, mà trạng thái của In U dường như có vấn đề gì đó. "Có bố ở đây, đừng sợ, không sao đâu con. Eun Si đưa em trai ra chỗ khác đi con."
hóa ra In U từng bị sếp của mình gài bẫy, khiến anh mất tất cả còn trở thành tội phạm bị truy nã. Sau đó anh bắt đầu liên tục bị rối loạn thần kinh, không còn lựa chọn nào khác, anh đành đưa vợ con đi lang thang. Một khi thân phận bị lộ, cả phần đời còn lại anh sẽ phải sống trong tù. Có lẽ với In U mà nói, chỉ cần ở bên cạnh người nhà, cho dù anh phải sống chui lủi như chuột cống cũng không sao. Nhưng Eun Su đột nhiên thận trọng nói với anh: "Bố ơi, con cũng muốn đi học, con muốn học viết chữ đọc sách. Bố học hết rồi, nhưng cũng không ra làm sao đâu. Con muốn học trước rồi ra sao thì ra. Xin lỗi con." Không lâu sau công an vẫn tìm tới họ. Lúc In U đang bế Eun Si chạy thì bị bắt, còn Ji Su chủ động dắt con trai đi đầu thú: "Đưa cả chúng tôi đi nữa." "Hả, tại sao?" "Chúng tôi là một gia đình. Trong cục cảnh sát, chị gái báo án đầu tiên ra làm chứng. Có video bằng chứng." In U không chối cãi được. Một mình anh ấy đòi gánh mọi tội danh, nhưng so với vụ án trước đó anh gây ra thì chút chuyện này không là gì cả. Cuối cùng In U bị cảnh sát tạm giữ và phải đối mặt với nhiều cáo buộc khác nhau. Còn vợ con anh cũng hoàn toàn mất đi chỗ dựa, cũng không ai quan tâm nên lo cho họ ra sao. Cả nhà chỉ đang ngồi ngơ trước cục cảnh sát. Người lương thiện không thể thấy khổ mà không giúp. Bà chị không an lòng nên đã đón ba mẹ con về nhà. Cô ấy và chồng có mở một quán bán đồ gia dụng. Cô định tạm thời sẽ để mẹ con nhà Jisoo ở tạm đây. Thấy bà chị nhiệt tình tốt bụng khiến bọn trẻ vừa mừng vừa lo. Dù sao thì cô ấy cũng là người đã khiến In U ngồi tù, bây giờ lại tiếp đãi họ là có mục đích gì? Có điều không lâu sau họ đã bắt đầu ăn như hổ đói. Tối đó cả nhà ngủ vô cùng yên ổn. Họ không cần phải lo có người sẽ đuổi mình đi nữa, cũng không cần sợ sấm chớp mưa đêm. Mặt khác, chồng của bà chị sau khi biết chuyện cật lực phản đối, dẫu cho thấu hiểu tâm tình của vợ, nhưng không có lý do gì khiến ông phải giúp đỡ người phụ nữ mang thai và hai đứa bé. Đây đúng là hành động ngu ngốc, mà ông ấy cũng chỉ nói mồm thế thôi. Hôm sau khi đến quán, ông cũng không tỏ thái độ gì. Cửa hàng đồ gia dụng vẫn kinh doanh như thường. Bọn họ chung sống cũng ngày một hòa hợp. Chị gái và chồng không con cái, hai đứa bé dường như đã lấp đầy khoảng trống cảm xúc trong tim họ, cho nên họ quyết định giữ mẹ con Jisoo ở lại. Không chỉ thế, chị gái còn bảo lãnh để Eun Si được đến trường đi học. Jisoo cũng dần chút bỏ được mối hận. Cô ấy bắt đầu giúp đỡ vài chuyện trong cửa hàng. So với cuộc sống bây giờ, cô ấy không muốn quay trở lại ngày xưa nữa. Mặt khác, In U bị tạm giam ở đồn cảnh sát, không ngừng lẩm bẩm. Anh không ngừng gọi tên của vợ con. Nếu có ai bắt nạt mình, anh ấy sẽ nổi cơn cắn người. Hôm đó In U đột nhiên phát bệnh và sùi bọt mép, nhân lúc viên cảnh sát không chú ý đã cắn anh, sau đó lao ra khỏi cửa bỏ chạy. Có lẽ cảnh sát Hàn Quốc là thế, hoặc có lẽ là do kịch bản và đạo diễn bảo phải thế. In U cứ thế nhẹ nhàng trốn được ra ngoài. Sau một hồi liêu siêu tìm kiếm, anh ấy tìm được cửa hàng đồ gia dụng một cách thần kỳ. Khi thấy cuộc sống của vợ con lúc này rất tốt, trong lòng In U lại nảy sinh một tia oán hận. Người nhà là tất cả trong đời anh ấy, cũng là sợi dây thần kinh mỏng manh nhất trong anh. Người bị thần kinh như anh chỉ muốn đưa người nhà rời đi, dường như chỉ ở bên cạnh anh bọn họ mới an toàn. Anh lặng lẽ chạy đi gặp mặt con gái. Eun Si lại đẩy anh ấy ra: "Mùi trên người bố ghê quá." Lúc cả nhà cùng đi lang thang, Eun Si chưa từng cảm thấy khó chịu vì mùi trên người bố, nhưng bây giờ cô bé lại không chấp nhận được mùi vị quen thuộc. Có điều khi biết bố chưa ăn hai ngày nay, cô bé vẫn âm thầm lấy cơm cho anh ăn, sau đó còn cho bố xem những gì mình được học, cũng gián tiếp cho anh biết khát vọng trong lòng mình. Cô bé muốn được đi học, cô muốn có một cuộc đời tươi đẹp, mà In U không quan tâm. Tối đó anh bảo Jisoo đưa bọn trẻ rời đi cùng mình, nhưng cô lại từ chối. Bà chị lương thiện đã cho họ cảm nhận được thế giới ấm áp, giúp cô khát vọng vào một tương lai tốt đẹp. Cô mong In U quay về đầu thú, đợi đến khi vụ án được điều tra rõ. "Em xin lỗi, mong anh đi đi. Chỉ cần anh rời đi là cả nhà sẽ yên ổn." "Jisoo à, xin anh đừng gọi tên của em. Xin anh đó mau rời đi đi." Với In U mà nói, chỉ cần anh về tự thú thì sẽ không được ra ngoài nữa. Anh cố chấp cho rằng gia đình đã bỏ rơi mình, cũng thấy mình sống không còn ý nghĩa gì nữa. Anh bắt đầu trở nên trắng trợn hơn, thấy sữa trong siêu thị là uống, thấy đồ ăn trên giá là sẽ ăn những gì mình muốn, thậm chí thó đầu ngay trước mặt nhân viên. Ai mà đến khuyên can, anh sẽ cầm đồ đập vào đầu mình, bày ra dáng vẻ tôi không sợ chết, cô làm gì được nào. Khi một người cho rằng mình đã mất đi tất cả, thì anh ta sẽ làm những việc rất cực đoan. Hơn nữa bệnh tình của In U cũng ngày càng nghiêm trọng. Anh ấy như cái xác không hồn đến cửa hàng gia dụng, hơn nữa còn hét lên trả vợ con cho anh. Nhưng bọn trẻ đã bị dáng vẻ lúc này của anh dọa sợ. Eun Si đơn thuần tưởng bố chỉ muốn sống cùng họ mà thôi, cho nên anh ấy mới làm như thế. "Chúng ta không thể sống cùng nhau sao? Cho bọn cháu sống chung đi, để bố sống cùng bọn cháu đi mà." Chồng bà chị và một nhân viên chạy ra can ngăn. Kết quả lúc lôi kéo vô tình làm đổ bếp than, nhìn đóng đồ vừa nhận về bị lửa đốt cháy, Jisoo không màng nguy hiểm chạy đi dập lửa. Kết quả lửa cháy lớn đã bén vào đồ của cô. In U vốn muốn lao vào cứu vợ mình, nhưng lúc này anh ấy đang trong trạng thái thần kinh mơ hồ, anh chỉ biết ôm chặt lấy Jisoo. Hai người cuối cùng bị ngọn lửa lớn nuốt chửng. Cứ tưởng chủ cần mọi người ở bên nhau thì đã là nhà rồi,
cho dù căn nhà đó chỉ là một túp lều 3 mét vuông, nhưng ràng buộc mù quáng nhốt các thành viên vào thế giới của mình, lấy danh nghĩa tình yêu ép buộc nhau mà không suy nghĩ tới cảm nhận của người khác, thì chẳng phải là một kiểu yêu thương biến tướng sao? Đừng nói anh làm thế vì muốn tốt cho em, mà nên thêm một chút thấy hiểu. Đây mới là cách lý giải tốt nhất về tình yêu.